có trải nghiệm việc. Mỗi lần gặp lại nhau như vậy thì mình bảo đảm là các bạn đang háo hức xem là có điều gì mới đúng không? Hôm nay mình có dẫn theo một cô bạn gái khá là xinh xắn và... Ủa? Bà la vậy? Nãy giờ đến đây không biết ai hết trời. Anh giỡn hoài á. Lát khỏi ban chị bây giờ. Ờ, giỡn thôi. Chứ tên gì? Em tên là Quyên My. Quyên My? Vâng, vâng, thì đó là Quyên My. Thì ok, hôm nay đó chính xác là Quyên My đã dẫn mình đi đến một quán chè khá là nổi tiếng và hấp dẫn. Sao là một nơi trải nghiệm thú vị hôm nay của chúng ta đó. Ok, mình sẽ không để cho các bạn chờ lâu nữa. Còn chờ gì nữa mà không theo chân Bảo Ren và cùng Quyên My và chúng ta sẽ trải nghiệm qua quán chè này như thế nào nhé. Ok, let's go. Ăn đồ ngon, đi chơi những nơi mà hấp dẫn thú vị, tự nhiên đều nhớ đến Minh Minh. Hôm nay thì như Minh Minh đòi đi Đà Lạt. Thôi tạm thời, xin lỗi Minh Minh nhiều lắm. Ừ, chị Minh Minh đi Đà Lạt nhưng mà thôi thôi đừng có rủ Minh Minh đi, hiểu không? Minh Minh đi. Tiếp vợ hôm nay em dẫn anh đi ăn chị em bao mà. Được cái tướng bé xíu mà ăn nhiều như quỷ, không bao giờ cho đi hết. Mốt là không cho đi, cho ở nhà luôn, không có rủ đi nữa. Bởi vậy ghét lắm, ghét không cho đi. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Đậu hũ thải sầu riêng. Wow, hấp dẫn quá vậy, đổi đi. Đổi đi. Em chọn cái này rồi, thôi. Chọn cái kia thì anh ra. Trà đá ngon hơn nè, trời. Thôi thử đổi trà đá đi. Con gái nứa gì giữ eo đi chứ ăn gì cho béo dữ vậy trời. Bây giờ mình ăn thử đi ha. Không, thật ra chứ anh đói rồi. Hấp dẫn quá, không chờ đợi được nữa rồi. Người ta làm da cua dẻo. Nè, các bạn thấy da cua dẻo đây nè. Ngon không? Hả? Chưa cảm nhận được mùi vị của nó hả? Ăn chắc ăn 10 chén rồi mình chưa cảm nhận được mùi vị của nó. Nó lên lời. Hũ này á, nó có thêm sầu riêng á nên ăn nó rất là thơm. Béo, có nước dừa. Cái này là gì ta? Em không biết cái gì. Dừa. Dừa. Dừa dẻo. Ôi, dừa dẻo cực kỳ ngon luôn á. Các bạn thấy không? Đây là sữa chua dẻo. Cái này là hình như là khi mà mình mua sữa chua về á, mình phải pha chế, mình phải chế biến thêm nó mới dẻo được vậy nè. Nãy giờ ăn chè không mà bây giờ mình kêu thêm món ăn vặt ra. Anh đang dự định ăn tiếp á, tại vì ngon quá, thử gọi thêm những món khác coi. Chắc là đây toàn món ngon không à. Có ba lắc không? Có hả? Coi thêm cái gì sợ nhất ba lắc luôn. Wow, đúng là hấp dẫn đúng không các bạn? Đúng là nhìn vô là mình là con trai mình còn nhìn thèm nữa, chứ không phải là mấy món này của con gái đâu, thật sự luôn á. Nhìn cực kỳ hấp dẫn. Thì không, nhưng mà con trai người ta ăn vặt ta kêu yếu đuối vậy không? Em ơi, mấy chục năm rồi, 20 năm rồi chưa được nắm tay bạn nào. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử cái món này nha. Nhìn khá là hấp dẫn luôn. Mình cũng đã ăn nhiều mấy cái món cơm cháy mỡ hành của những tiệm khác, nhưng mà mấy tiệm kia nó làm nhìn không bắt mắt như vậy. Thường đồ ăn là mình phải làm bắt mắt ngon, bắt mắt nhìn cho nó xe, nhìn cho nó đẹp, hiểu không? Rồi hứng thú mình ăn cái món nó cũng ngon nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử luôn. Cái mỡ hành này là người ta lấy tép mỡ khá nhiều. Anh nghĩ là khi mà mình ăn với mỡ hành á, nó có tép mỡ nhiều á là nó sẽ ngon hơn. Không biết các bạn thích ăn tép mỡ không, nhưng mà bảo đảm đa số thấy ai cũng thích ăn tép mỡ. Thôi vậy thôi, người ta ghét ta ăn hết giờ. Ngon lắm. Ngon. Ngon. Ướt mà. Ít mà. Ướt mà. Ây, trời ơi, no quá. Được món ăn no nê, thật là sướng luôn đó. Cảm ơn Quyên My rất là nhiều cho bữa ăn thịt sạn ngày hôm nay nha. Đương nhiên là em bao thì phải no rồi. Sướng. Như các bạn đã thấy, lý do tại vì sao mà quán này khá nổi tiếng, bởi vì ở đây món ăn rất là ngon. Ngoài chè ra còn khá là nhiều món khác nữa. Rất là ngon, giá này rất là hợp sinh nữa. Địa chỉ 34 Đồ Chiểu ở phường 1 Vũng Tàu. Cô chủ thì rất là dễ thương. Ngắm trai đẹp, gái đẹp trong đây cũng có đủ hết á. Phải nói lời tạm biệt nhau rồi. Và hẹn gặp các bạn ở những video sau nhé. Ok, và chào các bạn.